Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một cái loại bệnh nó cũng ít gặp thôi, ở trong cái mình nuôi chim mình cũng ít gặp lắm, nhưng mà hôm nay mình ra chỗ thằng em mình lại gặp một cái trường hợp như này này. Các bác nhìn thấy mắt của nó không? Mắt của nó bị sưng phù lên đấy, với lại cả mỏ nó mọi người ạ. Cái con này là nó đang bị bệnh đậu ấy mọi người. Đấy. Những cái con như này các bác ạ, các bác phải là lấy cái thuốc đậu ở gà ấy, các bác bôi vào cho nó nhá. Con này khi mà các bác mà phát hiện như này, các bác bôi vào xong các bác phải cách ly nó ra để các bác bôi cho nó thường xuyên đấy. Các mà thả vào trong đàn thì rất là khó bắt nó các bác ạ. Vì nó chạy, các ví dụ các bác cho vào cái lồng mà bé bé ấy, thì các bác dễ dàng chăm sóc nó hơn. Đấy. Bây giờ thằng em mình nó sẽ lát nữa nó sẽ tiêm phòng và nó sẽ bôi thuốc cho nó luôn. Em đưa cái loại thuốc kia lên để cho các mọi người để đánh dấu vào đâu? Đánh dấu làm gì, sao không cho vào cái lông bé bé? Lấy đâu lông? Bầu chân này, bầu chân đùi này, đùi á? Anh bầu em này. Còn đi là anh giữ thôi. Em mình nó lại không có cái đấy các bác ạ, nó lại không có lồng ấy, thế là nó lại đánh dấu vào đây là nó lấy cái dây nó thắt vào. Nghĩa là lát nữa cũng sẽ thả vào trong đàn thôi. Kéo đâu rồi? Đây, cắt mẹ kính. Cắt kính cho nó. Tội nó. Không nhìn thấy gì rồi. Mắt nó ra không nhìn thấy gì rồi. Ok. Các bác nhìn rõ không? Đây các bác nhìn này. Mắt nó sưng phù lên này mọi người này. Đấy. Là vì đậu nhá, đưa loại thuốc cho các bác xem. Đậu gà. Đây các bác nhìn này, đây là các bác lấy loại này nhá. Đây, các bác nhìn thấy không? Đấy. Các bác lấy cái loại này, tí nữa cái tên đấy các bác, cái tên loại thuốc em sẽ để mô tả phía dưới nhá. Các bác xem video các bác ấn vào cái mũi tên ở phía dưới ấy, video ấy thì nó sẽ chuyển xuống cho các bác cái phần mô tả để các bác xem. Này, đây là các bác đang xem những cái thao tác gọi là cắt mỏ cho chim ấy. Bôi thuốc cho nó trước đi. Tiêm trước à? Các bác tiêm là các bác tiêm ở phía dưới lớp da này nhá. Nghiêng kim nhá, mang nhìn này. Rồi bôi thuốc đi. Tiêm mắt do nhiễm trùng nhiều. Cái bệnh này thường thường ở gà mà nhỉ? Ở trong nhà anh chưa, nhưng mà ở trong nhà anh chưa bị cái loại này đâu. Tôi chưa bị một con này, bị đậu. Vừa đậu mà uống. Một loại nhỏ, một loại uống. Bây giờ là nhỏ à? À cho uống à? Cho uống như liều như nào đây? 5 giọt. 5 giọt à? Mỗi một lọ 5 giọt á? À? Ừ. Không. Lọ này uống, cái này bôi nhỏ trực tiếp. Thôi tí nó mới cho vào cái phần mô tả nhỉ? Tetracycline uống đậu gà, nghĩa là đậu gà đấy. Nói chung mua gọi là đậu gà là được. Cứ làm theo hướng dẫn thôi đúng không? Cái con này mặt nó không lấy được. Chớp nữa. Tội quá. Còn đây là loại nhỏ mắt mọi người nhé. Em ơi, em cứ để riêng ra đi, để riêng như anh để. Con lông để riêng lúc tao mổ chết. Chấp nhận để làm. Mình bắt thằng chuyên cũng được mà. Nhưng mà phải bôi làm sao mà ngoài nó phải khỏi, phải bôi ngoài. Đậu này uống thôi nó dụng mà, nó tự dụng đấy. Thế nào? Làm mình chưa biết này. Chẳng biết rồi chứ, quay. Đậu ấy mình như kiểu dê ấy, mình tiêm lúc nó dụng, nó khô nó dụng. Tự nó dụng. Mình nuôi mọi người ạ, mình nuôi là mình chưa gặp cái trường hợp với đậu này nhỉ. Hôm nay thằng em mình nó lại chuyên về gà ấy. Thì bây giờ nó lại lấy chim của mình nó nuôi thêm ấy. Chuyên gà và dê. Nó em mình nó chuyên gà và dê. Nó mới lấy 20 con của mình nuôi ấy. Thì hôm nay mình ra nhờ mình là giữ nó là tiêm phòng với lại cắt mỏ các kiểu ạ. Nhưng mà theo thằng em mình nó bảo là cái loại bệnh đậu này ở gà ấy, mọi người ạ. Thì sau một thời gian mình cho nó uống thuốc lại tiêm như này này. Thì nó sẽ tự dụng nha mọi người nhé. Nó sẽ tự dụng. Tiếp tục không? Em phải đeo khẩu trang vào nó chẳng được. Tự mắt mờ mờ. Mọi người lưu ý khi mà bắt chim nhá mọi người nhá. Là mọi người phải cầm trên cái quả đùi của nó ấy, các bạn. Các bác mà để mà nó cầm chân đấy, mà gãy chân rồi đấy mọi người ạ. Chân nó giòn lắm. Với lại cả cánh nó nữa mọi người ạ. Bác phải lưu ý nhé. Bắt chim phải bắt cẩn thận. Em gặp một trường hợp với các bác ạ. Có một lần em thấy nó mổ nhau nhiều quá các bác. Thứ hai nó cái chim của em nó đẻ trứng ra các bác. Em cứ thấy nó mổ trứng ấy. Em bực quá các bác. Em nghĩa là em làm nó hơi quá tay, gãy bà một con trống, gãy cánh một con trống các bác. Em hôm đấy là thôi, vài ngày sau khách đến này em cũng thịt luôn. Cười sau nhá. Nói chung các bác ạ, mình làm cái gì mình cũng phải chăm thôi các bác ạ. À, không nhỏ má không tiêm à? Tiêm ở đây. Ở đây nhỉ? Các bác làm gì cũng phải chăm thôi các bác ạ. Ôi con này mỏ dài thế. Ở đây đây quay cho các bác xem. Các bác nhìn cái con này này các bác này. Mỏ cực dài luôn này, thấy không? Một cái nhổ lông chảy máu rồi. Kính nó khó mẹ nhỉ? À, không à, kệ. Con này mỏ dài thế, em để này lâu quá. Nó toàn nhìn mổ. Để anh chụp ảnh. Nó không nhìn thấy, không chạy được, con kia cũng nhổ lông. Vừa nhổ chảy máu. Dạ, ok. Bật cầm đôi. Con này mỏ quá dài các bác ạ. Ôi hay quá, trời nắng rồi. đi một dài. Ở dưới kìa, dưới kiện nữa thôi, ngồi cắt là mà dưới kiện nữa. Một dưới nó không dài nhưng mà một trên. Rồi.